Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, rộng 7 hecta với 600 ngôi mộ chính là nơi Nam Cam, Tăng Minh Phụng, Phạm Huy Phước đã bị trừng trị bằng bản án tử hình. Hôm nay kênh Phá án TV xin được gửi đến quý vị chi tiết cận cảnh về một ngày xử bắn tại pháp trường cũng như bí ẩn về ngày xử bắn hai chị em nữ tử tù ám ảnh nhất từ trước đến nay. Tại Sài Gòn, trại giam Chí Hòa chính là nơi tử tù sống những ngày hiếm hoi còn lại. Khám Chí Hòa được thực dân Pháp xây từ năm 1943 nhằm thay thế khám lớn Sài Gòn, hiện nay là trung tâm lưu trữ, nằm cạnh ngã tư Lý Tự Trọng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trại giam Chí Hòa được thiết kế rất đặc biệt, với nhiều khu riêng biệt như một mê cung mà tội phạm không thể thoát thân. Với hệ thống tường cao bao quanh, nhiều lần cửa sắt, nơi đây được xem là bát quái trận đồ. Mỗi cảnh của bát quái trận đồ là một khu xây bịt kín ở phía ngoài. Còn bên trong toàn song sắt và mỗi khu có 4 buồng giam. Ở giữa bát quái, Chí Hòa là một vọng gác cao hơn 20 mét. Trên đó có bể chứa nước và chòi canh. Đứng tại đây, lính canh có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam. Trước năm 1975, chỉ có tên tội phạm khét tiếng Điền Khắc Kim trốn được bằng cách cưa còng, khoét tường rồi xé quần áo bện thành dây, tụt xuống và trốn thoát. Sau giải phóng Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1972, bị tử hình năm 1998, là kẻ có 102, trốn được vào đêm 26 tháng 3 năm 1995. Bác sĩ Nguyễn Văn Liệu, Phó Giám đốc Bệnh viện Chí Hòa cho biết, hiện có hơn 1.000 phạm nhân bị giam giữ. Trong nhiều năm qua, trại giam Chí Hòa đã rất nỗ lực để đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân. Trong đó có rất nhiều tử tù đang đợi thi hành án. Trại giam Chí Hòa gồm 3 tầng, riêng khu tử tội thì được gọi là biệt giam. Trước đây, tội phạm ở khu này thường ngủ ngày và thức đêm bởi 2-3 giờ sáng, nghe tiếng quản giáo kéo cửa xà lim là chúng biết sắp phải ra pháp trường. Còn không bị đánh thức, tử tù vô tư ngủ vì họ biết sẽ được sống thêm một ngày. Nếu bị dẫn giải tới một phòng đặc biệt vào trước lúc bình minh ló dạng, tử tù sẽ được nghe đọc quyết định thi hành án và viết lời trăng trối gửi người thân trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an. Sau đó chúng được lăn tay, ăn bữa cuối cùng như một bữa sáng gồm bánh mì, bánh bao, đùi gà, nước ngọt. Thường thì tử tù không ăn nổi vì chỉ còn vài chục phút nữa là sẽ không còn được tồn tại trên cõi đời này. Làm xong thủ tục, tử tội sẽ được đưa lên xe bịt bùng nhằm thẳng hướng trường bắn Long Bình, quận 9 để thi hành án tử. Những người dân sống dọc ngã ba Lâm Viên đến khu du lịch Suối Tiên, phường Long Bình, quận 9 đã quá quen thuộc với tiếng còi hú của xe đặc chủng cảnh sát dẫn giải tử tù. Vì tò mò, người dân thường kéo đến trường bắn rất đông để xem. Tuy nhiên họ bị cách ly phía ngoài bằng hàng rào, bên trong là nơi hội đồng thi hành án làm việc. Tử tù mặc bộ quần áo sọc trắng đen của nhà giam, bị bịt mắt. Khi bước xuống xe, hầu hết đều chết lâm sàng vì sợ. Có kẻ không đi nổi, người mềm như cọng bún. Báo hại hai cảnh sát dẫn giải phải vất vả đưa ra vị trí cột mục tiêu. Ngay cả gã giang hồ Phước Tám Ngón vùng vẫy một thời, nhưng khi bị trói vào cột bắn cũng bị ướt cả quần. Bà Thu, nhà gần trường bắn, kể: tử tù sẽ được cột chặt hai tay vào cột gỗ. Khi vị chủ tịch hội đồng thi hành án đanh thép đọc quyết định bác bỏ đơn xin giảm án của chủ tịch nước xong, thì đội hành quyết sắp hàng đi tới trước cột bắn. Năm chiến sĩ thi hành án răm rắp làm theo lệnh của vị đội trưởng. Họ dương lê tiến một bước, đặt ngón trỏ vào lòng cò và nổ súng. Sau 5 loạt đạn khô khốc, vị đội trưởng sẽ móc súng ngắn đeo bên hông, chĩa thẳng vào màng tang cạnh lỗ tai của tử tù và bóp cò. Khi thực hiện xong mệnh lệnh, đội hành quyết lập tức lên xe bịt bùng để rời khỏi trường bắn. Nhiệm vụ tiếp theo của những người ở lại: một chiếc hòm được khiêng tới đặt sát bên cột bắn, rồi được dựng ngược khoảng 30 độ để hứng xác tử tù sau khi bị cắt dây trói từ cột bắn. Bác sĩ pháp y dùng đèn pin soi vào hai mắt tử tù rồi đóng nắp quan tài. Quan tài của tử tù được khiêng tới huyệt cách đó vài chục mét để lấp đất. Gia đình tử tù lúc này mới được phép xuất hiện. Họ than khóc và cúng trái cây cho tử tù. Nếu người thân của tử tù khá giả, họ sẽ thuê người xây mộ xi măng. Còn không thì tử tù sẽ nằm trong những mộ đất hoang lạnh. Sau khi hạ huyệt, nấm mộ tử tù được gắn một chiếc bảng có ghi tên tuổi, tội danh, tử hình, ngày mấy và cắm ngay lên mộ đất. Thông thường trước khi tuyên án tử, thì chiều hôm trước tại trường bắn Long Bình,
nơi hai cây cột phía đối diện nghĩa địa, đội phu trường bắn đã đào huyệt sẵn. Trước đây ông Ba Phương, Tê Mập là người có thâm niên nhất trong nghề, nhưng ông đã truyền nghề lại cho các đệ tử. Nhiều nguồn tin cho rằng nếu tử tù bị bắn nhưng không chết thì được cho sống. Tuy nhiên khi có mặt tại nhiều trường bắn ở các tỉnh thành trong cả nước, các chiến sĩ thi hành án tử đều nói rằng đó là chuyện phịa, vì với 25 viên đạn và thêm một viên ân huệ thì không ai có đủ mình đồng ra sắt mà chịu đựng nổi. Tại Hà Nội, tử tù bị bắn ở trường bắn Cầu Ngà, thành phố Quy Nhơn thì được bắn dưới chân núi Bà Hỏa, phường Ngô Mây. Một chiến sĩ cơ động tiết lộ, vào năm 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ thi hành án tử do phòng cảnh sát bảo vệ thực thi, nhưng sau đó được chuyển giao cho trung đoàn cảnh sát cơ động. Ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố đặc biệt có trung đoàn cảnh sát cơ động, các tỉnh thành còn lại chỉ có đại đội cơ động thuộc phòng cảnh sát bảo vệ. Để tránh trạng thái tâm lý nặng nề cho các chiến sĩ, đa số là nghĩa vụ, các chiến sĩ trong 4 tiểu đoàn của trung đoàn đều thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Đội hành quyết gồm 6 người do một đồng chí can đảm nhất làm đội trưởng. Guinness trường bắn thuộc về Nam Cam và đồng bọn. Vì đây là các đối tượng giang hồ cực kỳ nguy hiểm nên chúng được bắn gục từ rất sớm, thay vì lúc 6 giờ sáng như người khác. Ngày 12 tháng 12 năm 2002, Nam Cam bị bắt, thì đến ngày 3 tháng 6 năm 2004, y cùng 4 đệ tử là Châu Phát Lai Em phạm tội giết người và đánh bạc, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Minh Bu, chồng của Hà Trề, bị tử hình về tội giết người. Sáng sớm mùng 3 tháng 6 năm 2004, khi Trương Văn Cam và đồng bọn phải trả giá về tội ác do mình gây ra, các chiến sĩ công an đã phải bỏ ra nhiều công sức. Từ trại giam Tiền Giang, chúng được dẫn giải bàn giao cho khám Chí Hòa lúc 3 giờ sáng, sau đó được đưa thẳng ra trường bắn Long Bình. Để tránh bị người hiếu kỳ dòm ngó và lường trước được sự lộn xộn, công an thành phố quyết định bắn 5 tên sớm hơn dự định. Từ tối hôm trước, hàng trăm cảnh sát đã có mặt dọc xa lộ Hà Nội để làm nhiệm vụ. Các tên thủ ác bị bắn khi bình minh chưa ló dạng. 5 tên được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang theo thứ tự. Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Ngoài băng đảng xã hội đen Nam Cam, thì nhiều tên sát thủ cũng bị bắn một ngày như Trần Huệ Mẫn, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1975, Trần Huệ Bình, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1970, từ trần ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu, 17 tháng 6 năm 2005. Lật lại cáo trạng của hai chị em tử tù này, người ta căm phẫn và đau xót. Căm phẫn vì cả hai đã giết chết một người phụ nữ nước ngoài để lấy tiền, vàng. Họ ra đi khi còn trẻ, lại là chị em trong cùng một gia đình, bị pháp luật trừng trị cùng ngày. Có những nấm mộ chôn 3 người bị bắn cùng một ngày. Tô Điền Thái Minh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Cường vì tham gia vào vụ án chợ ma túy trên sông Sài Gòn, bị bắn năm 2005. Theo cáo trạng, đường dây gieo rắc cái chết trắng do Cù Thị Ngọc Hạnh, 34 tuổi, biệt danh là Hạnh Hô, ngụ tại hẻm 51 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Tay chân của Thị gồm rất nhiều thanh niên. Tô Điền Thái Minh đã thuê Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Hùng Phi và Nguyễn Thanh Hải mua bán tổng cộng 1.254g heroin và 3.900ml tân dược gây nghiện. Nguyễn Quốc Cường, Cù Thị Ngọc Châu thuê Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thanh Ngọc, Từ Thành và Văn Công Phương mua bán tổng cộng 1.239,15g heroin, 990 miếng thuốc phiện và 11.180ml tân dược gây nghiện. Khi hỏi đường vào trường bắn Long Bình, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán. Và đó làm gì? Âm khí nặng lắm, không chừng bị nhiễm bệnh chứ chẳng chơi. Tôi là thổ địa ở đây mà còn không dám vào nữa là. Anh Hùng, một người lái xe ôm gần trường bắn khuyên can. Trường bắn nằm tách biệt với khu dân cư trên một thung lũng nhỏ, được vài cây lớn che bóng mát. Ở đây không bao giờ thấy một bóng người. Dạo trước Tết chỉ có thân nhân của tử tù tìm đến. Hình như họ cũng xấu hổ khi có người thân bị tử hình. Anh Thái nhà ở gần trường bắn nói, ngôi mộ nằm ở vị trí đắc địa của Nghĩa Trang, dưới bóng mát, một cây cổ thụ là nơi an nghỉ của Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành. Ngày 29 tháng 4 năm 1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước Tám Ngón đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hữu Thành tức Phước Tám Ngón lãnh án tử hình thứ hai. Án tử hình thứ nhất Phước bị tuyên trong phiên tòa ngày 24 tháng 6 năm 1994.
Mãi đến năm 1998, Phước mới bị thi hành án tử. Gia đình hắn đã xây bia mộ khá đẹp, nhưng đến nay thì ngã chỏng trơ vì thời gian. Sở dĩ hài cốt của tử tội vẫn còn nằm tại đây vì theo nhiều nguồn tin, đám đàn em của Thành từng đến đòi khai quật, đưa thân thể hắn về. Tuy nhiên khi mở hòm ra thì mùi tử khí bốc lên quá nồng nặc, bọn chúng đều bỏ chạy tán loạn. Ông Ba Xoan, phu Trường Bắn, là người sắp xếp lại thân thể của Thành và hương khói đến tận giờ. Những thành viên cuối cùng của Nghĩa Trang chính là Trịnh Tiến Hoạt, quê Hà Nội và Nguyễn Thị Hòa, quê Hải Phòng. Họ tham gia một đường dây buôn bán ma túy và bị bắt. Năm 2008, cả hai bị đưa ra pháp trường. Hôm đó sau giờ hành quyết thì người thân của họ mới tìm được pháp trường, khóc lóc, vật vã bên nấm mộ đất rồi cúng kiếng. Sau đó người thân của họ đã bỏ tiền xây mộ bằng xi măng khá khang trang. Giữa những đám cỏ tranh cao cả mét, chúng tôi phải lò dò đi tìm dáng dấp Trường Bắn. Không khí rờn rợn bao trùm xung quanh. Ngôi mộ đẹp nhất ở đây là của sát thủ Nguyễn Việt Hưng, biệt danh là Hưng Mi Nhon, người được Hải Bánh ra lệnh bắn chết nữ quái Dung Hà. Sau khi bắn Dung Hà, Hưng bỏ trốn và bị bắt năm 2002 và nhận án tử cùng lúc với năm cam. Mộ Hưng được xây bằng xi măng, quét vôi màu xanh nước biển. Đến Trường Bắn, chúng tôi tìm kiếm mộ năm cam và những người khác nhưng thất bại. Bởi một vụ trộm xác khác đã khiến tất cả phu Trường Bắn đến giờ vẫn còn lạnh gáy đã diễn ra. Đó là vụ trộm xác tử tù năm cam và đồng bọn Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh vào năm 2004. Lúc đó ông B là một trong 9 người tham gia đưa xác năm cam và đồng bọn ra ngoài. Ông nằm dưới trướng của T và Tỷ. Rạng sáng ngày 3 tháng 6 năm 2004, sau khi năm cam và đồng bọn bị thi hành án, T và Tỷ đã đặt vấn đề với gia đình ông Trùm lấy xác đem về chôn cất. 3 ngày sau, thân nhân của năm cam đến pháp trường để mở cửa mả thì thấy mộ của Châu Phát Lai Em cũng đã được dọn bằng phẳng. Theo nhiều nguồn tin, xác của Lai Em được đưa đến Nghĩa Trang Gò Dưa an táng với giá 60 triệu đồng. Đi cùng đợt với Lai Em là xác của Phạm Văn Minh, tức Minh Bu, với giá 55 triệu đồng. Xác của năm cam và Nguyễn Hữu Thịnh được đưa ra khỏi pháp trường với giá 140 triệu đồng. Xác ông Trùm được mang đi thiêu tại Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi vụ trộm xác kinh thiên động địa, người ta mới vỡ lẽ, xác một loạt tử tù đại gia trong vụ án kinh tế như Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh, Trần Quang Vinh, Tameco hay Tăng Minh Phụng, Phạm Nhật Hồng, Epco cũng đã bốc hơi khỏi pháp trường từ trước đó. Sau vụ trộm xác năm cam, nhiều đối tượng trộm xác đã bị xử lý và giã từ cái nghề kinh khủng này. Tiếp cận nhà của một vài thành viên trong nhóm khi nghe nói về việc giúp sức đưa xác tử tù ra khỏi Trường Bắn, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Có người đến bây giờ vẫn khó khăn, sống gần Trường Bắn trong một ngôi nhà tuỳnh toàng. Với họ quá khứ đã qua và họ chỉ muốn có một cuộc sống lương thiện. Bên cạnh Trường Bắn bây giờ đã mọc lên một ngôi trường khang trang do Pháp đầu tư. Trường Bắn đã không còn phận sự thực hiện nhiệm vụ trừng trị tử tù như trước đây. Những nấm mộ mới sẽ không còn được tăng thêm qua thời gian. Nhiều nấm mộ cũ đã bị cỏ tranh lấn chiếm, xô ngã. Chỉ 1-2 năm nữa thôi, Trường Bắn sẽ bị cỏ tranh xóa nhòa tất cả. Đầu tháng 3 năm 2003, nhóm Ozin tại chung cư 667 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh không thấy cô giúp việc cho nhà bà chủ người Đài Loan đi chợ như thường ngày. Tìm lên căn hộ đó để hỏi thăm đồng nghiệp một vài lần nhưng đáp lại tiếng gõ cửa đều là sự im lặng. Họ vội báo cho bảo vệ chung cư về sự bất thường này. Khi lực lượng bảo vệ phá cửa xông vào, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Máu loang khắp sàn nhà. Trong phòng vệ sinh có 2 xác phụ nữ. Nhận tin báo, các chiến sĩ công an thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đồng nghiệp lập tức lên đường. Theo xác định của cơ quan công an, 2 nạn nhân là chị T. Xe Hô Yên, sinh năm 1965, quốc tịch Đài Loan, là chủ 3 cơ sở massage chân tại thành phố Hồ Chí Minh, và chị Nguyễn Thị Duy Thắm, sinh năm 1984, quê ở Lai Vung, Đồng Tháp, là người giúp việc cho nhà chị Yên. Tại hiện trường, các điều tra viên thu được rất nhiều công cụ nghi là đã được hung thủ dùng để gây án như các loại dao, kéo, búa, tuốc nơ vít. Một đôi găng tay bằng vải đã bị cắt một phần, một đôi găng tay cao su, nhưng trên các vật dụng này đều không hề có dấu vân tay. Quan sát hiện trường, đội dấu vết máu phát hiện các dấu vết dính máu có nhiều điểm bất thường, nhưng dấu hiệu này chưa thể đem lại cho lực lượng phá án manh mối về hung thủ.
Vào lúc các giám định viên bắt đầu hình dung ra độ khó trong việc phá vụ án này, do hung thủ đã tỏ ra quá chuyên nghiệp và kín kẽ trong việc che giấu hiện trường, thì bất ngờ một trinh sát phát hiện có một sợi tóc dính vào vết máu tại cửa phòng vệ sinh bên cạnh xác nạn nhân Tê Xe Hu Yên. Các sợi tóc để lại hiện trường là của ai, nạn nhân hay là hung thủ? Ngay sau đó, toàn bộ các vật chứng nêu trên được đưa đi giám định. Phân tích ADN cho thấy các mẫu máu là của hai nạn nhân, nhưng tóc lại là của người khác. Đặc điểm là các sợi tóc mà cơ quan điều tra thu được đều có đặc điểm dài, mềm và mảnh, cho thấy đây là tóc của phụ nữ. Từ đây, các trinh sát đã có manh mối ban đầu trong việc lần tìm kẻ thủ ác. Quá trình điều tra và thu thập thông tin, lực lượng phá án xác định những ngày trước khi xảy ra vụ án, thường có hai người phụ nữ người Việt đến nhà chị Thê Xe Hô Yên chơi. Hai người này là Trần Huệ Bình, sinh năm 1970 và Trần Huệ Mẫn, sinh năm 1975, em ruột của Bình, sống cùng một căn hộ nhỏ trên đường Phạm Đôn, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, khi các điều tra viên tìm đến nhà Bình Mẫn, cả hai đã đi khỏi nơi cư trú. Khám xét căn hộ này, công an phát hiện các vết màu nâu nghi là máu khô, một phần đôi găng tay vải và một chất bột màu trắng. Kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự cho thấy, phần đôi găng tay vải này thuộc đôi găng tay thu được tại nhà chị Yên. Chất bột trắng là ma túy. Các mũi trinh sát lập tức tỏa đi vây bắt Bình và Mẫn. Và ít lâu sau, hai nghi can này đã bị bắt khi đang nghỉ mát tại Vũng Tàu cùng với một người bạn. Bị di lý về trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu hai chị em Bình và Mẫn một mực kêu oan, khẳng định họ vô can đối với vụ án tại nhà chị Yên. Để có bằng chứng khiến hung thủ không thể chối cãi, cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định pháp y mẫu gen của Bình và Mẫn với những sợi tóc thu được tại nhà chị Yên. Kết quả cho thấy Bình, Mẫn là chủ nhân của những sợi tóc đó. Trước bằng chứng khoa học này, hai nghi can đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của hai đối tượng, do không có tiền mua heroin, Bình và Mẫn đã lập mưu giết chị Yên để cướp tài sản. Ngày 28 tháng 2 năm 2003, chúng giả vờ đến nhà chị Yên như thường lệ. Lợi dụng lúc chủ nhà mất cảnh giác, Bình đã bịt mồm ôm chặt nạn nhân để cô em đâm chết nạn nhân. Sau khi kéo xác chị Yên vào phòng vệ sinh, chúng đang lục lọi tiền bạc và tài sản thì chị Thắm về. Thấy vậy, chúng sát hại luôn người giúp việc này. Trong quá trình tấn công chị Yên, Bình và Mẫn đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của nạn nhân, khiến một số sợi tóc của chúng bị rụng, dính vào các vết máu trên sàn nhà. Gây án xong, cả Bình và Mẫn lục lọi trên người và trong nhà nạn nhân được 2,2 triệu đồng cùng một số trang sức. Quay về nhà trọ, chúng rủ bạn là Triệu Mai Lan, sinh năm 1971, đi Vũng Tàu ăn chơi hút hít. Trong năm 2004, các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều tuyên phạt hai bị cáo Trần Huệ Bình, Trần Huệ Mẫn mức án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Triệu Mai Lan bị phạt 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Ngày 20 tháng 6 năm 2005, Hội đồng thi hành án thành phố Hồ Chí Minh do Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì vừa thi hành án tử hình đối với Trần Huệ Bình, sinh năm 1970 và Trần Huệ Mẫn, sinh năm 1975 tại trường bán phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hai chị em này đã bị tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.